Ramuzoi luôn. Tốc độ của Ramuzoi luôn, ông này chỉ số bứt tốc lên được 92. Ramuzoi luôn, bên trong có Anthony, chân trái. Đây, Ramuzoi luôn. Ôi giời. Ok. Và xin chào tất cả những em trở lại với channel của mình. Ok, và chúng ta lại gặp nhau trong clip ngày hôm nay. Mình sẽ đi trải nghiệm và đánh giá một trong những cái gọi là sự xuất hiện mới nhất mà được anh em mong chờ nhất, đó chính là patch anh em nhá. Ok, để mua patch thì đơn giản thôi, anh em vào contract này. Nói chung là mình đã nạp cho ác của mình 1500 coin. Anh em nào có nhu cầu nạp để săn patch này thì cứ liên hệ mình qua fanpage để link ở phần mô tả. Có các loại iOS an toàn này, iOS hàng ví và Android hàng ví. Ok, mình đã nạp cho ác của mình 1500 coin. À đâu, chính xác là 1000 coin thôi. Bởi vì mình có sẵn 600 coin từ trước rồi. Mình mua pack MU và clip ngay. Mình sẽ trải nghiệm cho anh em 11 ông thần MU cùng với Erik ten Hag ở huấn luyện viên được booster. Nói chung mùa năm nay sướng nhất cái là huấn luyện viên được boost anh em ạ. Thế mới sướng chứ. Mùa trước thì chúng ta mua chúng ta không được tặng kèm huấn luyện viên. Hết rồi. Thôi cũng được. Nói chung là nhìn này cháy tay huấn luyện viên rồi. Trên manager Erik ten Hag booster. Ok, mình đổi về Longbone counter nhá. Đó. Nhìn đẹp ngay. Trời ơi, bút cái chỉ số lên vàng luôn anh em ạ. 83 nhảy 86 này, 85 này. Đó, ok. Ui, được nhỉ. Bút phát nhảy vàng vàng nhìn đẹp vãi. Quá được. Ok, bây giờ thì mình hết mất thẻ nâng cấp rồi. Thành ra là mình phải nâng theo cái kiểu như này. Mình dùng Ramuzoi luôn này, Laser Z Transfer này. Laser Z Transfer. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn một con hàng để đập vào cho con hàng này. Mình sẽ dùng chính con Ramuzoi luôn bản cũ nhá. Mất 51.000 GP để đập sang. Đó, đập sang mà chúng ta mắc level luôn. Ok luôn. Đỡ phải nâng theo cái kiểu kia. Nói chung là không có thẻ nâng thì bắt buộc phải như này. Ramuzoi luôn đập sang. Đó, rồi mình nâng theo này thôi. Action auto xem nào. Dứt điểm có 81 đấy, thấp thế. Dứt điểm 81 thôi anh em ạ. Thấp nhờ, mình nhớ bản trước bà đổi thẻ của Ramuzoi luôn dứt điểm còn được 88 cơ. Này có 81 hơi thấp rồi. Mình sẽ đập cái gì đi nhờ, bớt cái gì đi được. Nói chung là chắc là thể lực có 76 thôi. Nói chung vẫn hơi hẻo một chút so với bản cũ đập đổi thẻ đấy. Hơi hẻo đấy. Nhưng mắc 96. Đấy, nói chung là mình sẽ mắc tạm Ramuzoi luôn để gánh hàng công đã. Còn mấy ông thần kia thì mình sẽ tìm cách mình nâng cấp sau. Và bây giờ thì chúng ta đến với thực chiến của Pack Manchester tiếp với Erik ten Hag. Chúng ta có booster của Erik ten Hag. Đấy, booster cho những cầu thủ trẻ. Chúng ta có cộng 1 và tốc độ cho tất cả những cầu thủ trên sân. Được nha. Rồi, bây giờ let's go. Erik ten Hag global counter bắt đầu rồi. Ok. Mình đã nâng thêm một vài ông nữa rồi anh em nhá. Đây. Nâng Macrofort 97 này, Mao 95 này. Casemiro 98 này, hình như Casemiro lên được 99 anh em ạ. Wan-Bissaka 97 này, Wan-Bissaka hình như lên được 98 thì phải. Nói chung là mình nhớ mang máng vậy thôi chứ còn mình cũng chưa nâng hết. Và thời lượng clip mình không muốn nó dài quá. Thành ra là mình cũng sẽ không thể nào mà sâu hết từng chỉ số của từng ông một cho anh em xem được. Đấy, cái này thì mình sẽ thống kê sau. Về cái bách này ấy, thì mình thấy đáng giá nhất là Erik ten Hag Longbone counter 85 này, Ramuzoi luôn. Ok, tiếp theo nữa đó là sự thay đổi một chút Eriksen style số 10 cổ điển này. Lisandro đợt trước là extra formen thì phải, đợt này chuyển về build up. Đó, nói chung là có một chút sự thay đổi nhẹ, còn lại là mình nghĩ là vẫn thế thôi. Và cái pack này đáng giá ở một chỗ nữa đó là MU đợt này đá rất chán. Nên là sẽ rất ít đây ơi. Onana ngoài đời bắt thế thôi, trong game bắt vẫn cháy lắm anh em ạ. Đấy ầu. Úi giời. Dùng chân cả luôn. Thủ môn chơi chân top 1 server rồi. Ramuzoi luôn. Tốc độ của Ramuzoi luôn. Ông này chỉ số bứt tốc lên được 92. Ramuzoi luôn. Bên trong có Anthony. Chân trái. Chạy chân. Ôi giời ơi. Chịu. Khó hiểu thật. Đến giờ mình vẫn chưa hiểu tại sao luôn. Lú thật. Chết dở Anthony sút như này. Chắc là do hầu tòa nhiều quá. Thành ra là quên mất cách sút anh em ạ. Đối mặt như thế rồi. Anh em thấy được cái giá trị của Ramuzoi luôn trong tình huống bứt tốc. Nó rất là ok rồi. Macrofort này. Double tút. Ấy, Philip Lam à.
Còn đốc một tút là vụt lực tím là ngon đấy. Bruno ủy vàng thế, không lỗi luôn. Nói chung cái style long ball counter này của Erik ten Hag thì mình thấy là vị trí của cầu thủ đứng nó hơi thoáng đấy các bạn, nó hơi xa nhau một chút đấy. Chúng ta sẽ phải tận dụng những tình huống bóng dài khá là nhiều. Ơi ơi ơi, công chưa kịp làm thủ đã phá này, không khác gì ngoài đời anh em ạ. Thủ kiểu này có chết không, ba ông hậu vệ mà để cho một mình ông Depero bằng xuống. Ôi ơi, thủ thế này đi, công chưa kịp làm thủ đã phá này. Ôi lại đây ông thần Marcus Rashford cứ mất bóng đây, cứ mất bóng thôi. Đây rồi, làm một đo luôn, khó nhỉ, khó nhỉ, khó nhỉ, nhưng mà vẫn là kiểm quyền soát của chúng ta. Hỏi luôn. Ok, làm quả phạt góc. Lúc xo ui, tí nữa thì nhức nách. Đây đâu, ơi tưởng bóng đi vào lưới rồi nhá, cay nhờ. Quả đấy bóng lại dừng lại anh em ạ, bóng lại dừng lại bên ngoài, khó, bắt đầu khó rồi đấy. Nhưng mà chúng ta vẫn đang có khá nhiều cơ hội chứ không phải là ít. Ơi, triển khai bóng nhanh lên nào. Đấy ơi, Anthony. Bên trong có ai đây? Marcus Rashford. Ôi giời ơi, mấy quả tưởng như không có gì gọi là uy hiếp được khung thành đội bạn thì nó lại vào anh em. Quả là mình định băng cho ông thần ở bên trong, nhưng Rashford ở đâu chui lên. Ok, quả này thì được. Quả này thì được, Anthony lấy công chuộc tội. Sút vào quả, ôi rồi bây giờ có kiến tạo ngay. Nhưng mà ở Hoylund bản này đã được anh em ạ, mỗi cái là mình hơi tiếc. Mùa trước bản đổi thẻ Atalanta của Robert Hoylund lên được 94, nhưng mà chỉ số dứt điểm chúng ta có thể nâng được tới 9x cơ. Nhưng mà bản này chỉ số dứt điểm có 81 anh em ạ, 81 bằng chỉ số dứt điểm của Marcus Rashford rồi. Tiền đạo cắm thì mình thích là nó phải rơi vào tầm 88-90 nó mới khét được. Có 81 này khác gì ông chạy cánh đâu. Nhưng mà những cái gì tích cực của Hoylund như kiểu tốc độ này, cầm bóng nó khá ok. Rashford Hoylund, mấy quả này được, Hoylund rút được bằng cả hai chân. Đâu Bissaka. Ok, bình tĩnh. Bruno. Đây ơi, ui cái gì ấy, Casemiro. Casemiro bản nào cũng thế rồi, Casemiro bản nào cũng hay. Bản này thì vẫn cứ là ok nhá. Có một vài ông thần của pack này thì mình chưa thấy ấn tượng nhiều. Nó đơn giản như kiểu là Mao với lại Bruno mình xếp cùng này, hai ông bị chững chững giống hệt ngoài đời luôn. Hai ông này đá cùng với nhau không hay một tí nào trong game thế, cùng style hậu player bị giẫm chân đấy. Còn lại mấy ông thần Onana cũng là một dấu hỏi. Mình thấy Onana trong game thì trận được trận cái thôi, y như ngoài đời trận được trận cái. Ui khó thế. Ơ nhìn chung là ổn đấy, nhìn chung pack này đang khá là dễ chơi, style long ball counter dễ chơi. Đừng tạt, bảo đừng tạt mà, mùa này tạt khó ăn bạt lắm, lâu lâu tạt thôi. Ok, Anthony. Ok, trời ơi, khó đây anh em ạ, khó đấy, khó đấy. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, tôi xong rồi. Không có gì là nguy hiểm hết, không có gì là nguy hiểm hết. Hoylund hết thể lực bắt rồi. Ông thể lực của Hoylund bản này làm thể lực ít thật, hơi thất vọng khoản thể lực với khoản dứt điểm đấy. Ông Hoylund này tốc độ với lại dứt điểm với lại thể lực ông này ngoài đời ngon mà, tự nhiên bản này làm thấp quá. Đây là một sai luôn. Ôi giời, tiền đạo nó phải như thế này. 2-1 ở những phút cuối cùng của trận đấu. Ê, mình đã nhìn thấy một cái bước di chuyển nó rất nhanh của Hoylund, phải chuyền ngay. Tiền đạo mục tiêu nó phải như này. Các bạn nhìn chung bản này cái chỉ số nó hơi thấp thôi, còn trong game vẫn thể hiện được, vẫn thể hiện tốt. Ok là nó phải như thế. Ai kiến tạo ấy nhỉ? Quả đấy mình còn không kịp nhìn cơ. Người kiến tạo là Mason Mount. Một cái, nếu mà mình chậm một giây thôi Hoylund sẽ việt vị. Nói chung đây là một pha bóng mà đã vào thì nó là hoàn hảo. Trích quả bóng nó quá ok đến từ vị trí của Mason Mount. Ôi giời ơi. Đấy, như vừa nãy mình có nói pack này đáng giá nhất vẫn là những ông thần mà chưa từng xuất hiện ở pack MU, ở những phiên bản tốt nhất
của cầu thủ MU, đó là Rasmus Højlund này. Có cả Eriksen nữa anh em, và tí mình test Eriksen sau. Eriksen hơi đuối thể lực cũng như là hơi chậm nên là đá phản công nó sẽ không hợp lắm. Lại còn style số 10 cổ điển nữa. Đấy, còn lại nhìn chung mấy ông thần của pack này đều hợp đá phản công hết. Ok, người thi đấu hay nhất trận đấu ngày hôm nay đó là Rasmus Højlund. Hai bàn thắng à đâu, một bàn thắng của Marcus Rashford và một bàn thắng của Højlund. Nhưng mà Højlund trận này đá hay hơn nhiều. Ok, Mason Mount 6.5, Rashford 7, Anthony 6.5, Onana, người thấp nhất là Wan-Bissaka và Bruno. Ok, trận thứ hai. Nói chung trận thứ hai mình sẽ test sơ đồ khác, chiến thuật khác. Sơ đồ đó là 4-3-1-2, một cái sơ đồ mà MU đã sử dụng trong mùa giải này trước trận Brighton thì phải. 4-3-1-2 có Mason Mount này, Bruno và Eriksen cùng với Casemiro, bộ tứ tiền vệ. Ok, mình sẽ cố gắng test mấy con thần ở back. Còn Lindelof thì mình nghĩ là sẽ không ăn được Licha với Varane đâu. Lindelof thì mình không cần phải test nhiều. Mấy ông CB thì phong độ cao thì cho vào, và phong độ bình thường thì mình vẫn tin dùng Varane với lại là Lisandro thôi. Chủ yếu là test mấy ông kiểu Eriksen, các kiểu hàng tiền vệ này, xem ông nào thể hiện tốt này. Ok, bình tĩnh thôi. Đá long môn counter 4-3-1-2 mình nghĩ là sẽ không hay bằng 4-2-3-1 như lúc nãy đâu. Bởi vì là long môn counter thì nó vẫn có một chút gì đấy, chúng ta đánh ra biên nó dễ phản công hơn rất nhiều. Ôi ơi, ui, sao Onana bắt không dính nhỉ, ngoài đời bắt cũng chả dính mấy. Trong game bắt cứ bị nảy đây. Đây này anh em vui, thấy đội cứ đi đội hình thoáng chưa? Mấy ông đứng rải ra xa dã man luôn đấy. Đúng là phản công bóng dài có khác, chúng ta phải chơi bóng dài. Chứ tầm trung tầm ngắn là ít khi xuất hiện lắm. Hỏi luôn. Ok, đưa bóng lại cho Mason Mount, tạt bóng lại. Rashford, ui, khó đấy. Có một tí cầu thủ ở biên nó sẽ ok hơn. Lúc sò đưa lên cho Marcus Rashford. Này, bình tĩnh này. Double tút, cửa lòng. Ui, đội bạn thủ quả này hay thế nhỉ. Được đấy. Về Onana nào. Build up. Ôi, đứng xa nhau thế. Anh em thấy giạt hẳn ra kìa. Ê, Không ổn rồi. Thôi ơi, công chưa kịp làm, thủ lại ăn cứt rồi. Công chưa làm, thủ đã ăn cứt anh em ạ. Trời ơi, vấn đề gì ở ngoài đời. Trong game nó y như vậy. Build up quả chán quá. Nhưng mà quả này lỗi do mình anh em ạ. Cố chấp truyền cho Casemiro. Nhưng rõ ràng là mình cảm giác là đứng cánh nó xa nhau quá, mình lại không muốn chuyển sang cánh. Thôi bình tĩnh thôi. Chuyện đâu còn có đó anh em ạ. Thịt chó thì lại còn mắm tôm. Ui ngon. Ngon. Đây ơi. Bình tĩnh. Được bạn thủ đông quá. Bình tĩnh này ơi. Marco Rashford. Double tút. Lực tim của Rashford. Ông này sút mấy quả đấy là tỷ lệ ăn bàn cao lắm này. Đây, làm lại quả vừa nãy nào. Ơ kìa, lúc sau mình tưởng ông thần nó gọi điện chứ. Rất hay mấy cái quả đấy nhá. Quả đấy tí nữa thì mất siêu phẩm của mình đấy. Tự nhiên bị lác cay tất. Người ghi bàn là lúc sau. Một tí huống đá phạt theo mẫu anh em ạ. Quả mình hay dùng kiểu phạt góc như này lắm. Anh em nào gặp mình thì bè ngay mấy quả này. Quả hay, siêu phẩm của lúc sau. Tốt. Bắt đầu quen nhịp sơ đồ này rồi đấy anh em ạ. Rasmus Højlund. Tốt luôn. 3-3. Hơi khó nhỉ, thoáng quá. Mason Mount. Biết thế căng ngang một luôn ạ. Mình định dốc Højlund xuống mình căng vào sau nhưng mà không được. Bình tĩnh rồi. Ôi, cà sề vẫn cháy lắm. Ui rồi ôi. Cà sề vẫn cháy lắm anh em ạ. Bản nào cũng tin. Tốt ơi. Đừng vút. Mày thế. Quả đây vụt là cũng lò phết đây anh em ạ. Rasmus Højlund. Ôi, hết tiếp bột rồi. Nói chung là những trận đấu gần đây của pack này mình đá nó rất là cảm xúc luôn. Kiểu thủ cũng hơi ấy. Rasmus Højlund làm từ ngay. Double tút. Rashford là người mở tỷ số A0. Người ghi bàn thứ hai cho Manchester United. Đây là cái giá trị của đội hình hai tiền đạo. Højlund làm tường, Rashford băng xuống và double tút.
rất nhẹ nhàng. Quả này mình sút thẳng chưa chắc ăn đâu, nhưng mà có double tút là phải tận dụng ngay anh em ạ. Họ luôn làm tường quả quá tốt. Trong game chúng ta đã tìm thấy nhau, ngoài đời ông Rashford chả chịu chuyền gì, phí bao nhiêu gọi cứ chuyền như vậy có phải ngon không. Hồi lùn đá vẫn ok nha anh em nha, hồi lùn đá vẫn ok đấy. Ui tốt này, bắt đầu quen nhịp hơn rồi đấy anh em ạ, bắt đầu quen chiến thuật hơn rồi đấy. Chúng ta bắt đầu chuyền nó đỡ bị mất bóng rồi. Làm một soi luôn, bình tĩnh. Giả sút, ôi giời, giả sút. Ôi giời ơi, trêu người đội bạn như thế là tí đội bạn mà lật ngược dòng thì buồn cười lắm này. Từ từ, bình tĩnh thôi. Ôi giời ơi, tốt. Onana, kịp thời. Vẫn đang hơi luống cuống anh em ạ, thủ vẫn hơi luống cuống một chút thôi, còn công thì vẫn có khá nhiều cơ hội đấy. Thủ vẫn hơi luống cuống thôi. Làm chủ được cái kỹ năng phòng ngự với cái sơ đồ này, với chiến thuật này thì chúng ta sẽ đá tốt hơn. Mình mới có thời gian trải nghiệm nó ít, thành ra là chưa quen cho lắm. Nhưng mà mình nghĩ là khi mình quen thì nó sẽ đỡ bị thủng hơn mấy quả vô duyên đấy. Làm một thôi luôn. Không ai à? Bên này có Mason Mount. Mason Mount, ngoặt lại, đúng rồi. Uầy, khó nha. Ui, thoáng nhờ, cánh thoáng nhờ. Máy thế đâu bạn không chuyển sang cánh. Lisandro mặc dù đã chuyển về style build up nhưng vẫn hay. Ramos Roy luôn. Bứt tốc của Ramos Roy luôn, cứ lòng. Ui, phí thế. Ôi, Việt vị bắt rồi, phí nhờ. Bắt đầu tiếc trận quả đấy đấy. Rồi, nhìn chung là chúng ta đang đi vào những phút cuối cùng của trận đấu. Về pack này thật sự là mình không có gì để chê cả. So với chúng ta dùng những cầu thủ thường thì pack là một cái gì đấy mình nói ở clip trước rồi, không bao giờ anh em lỗ luôn. Và mình đánh giá cái ông Erik Ten Hag, Lomon Counter này mình đánh giá khá là ổn, không tệ một chút nào đâu. Anh em nào, ê, phá lên. Rồi, anh em nào chơi quen Lomon Counter có thể một xúc thử nhá. Mà anh em nào mà thiếu coin thì hệ mình có fanpage có loại iOS an toàn, iOS ví, Android ví cho anh em lựa. Nói chung iOS an toàn thì anh em đang nạp khá là nhiều và mình có chế độ bảo hành về sau này luôn. Đấy, bên mình đã có chế độ bảo hành cho anh em rồi. Nói chung là anh em cứ inbox qua đấy mình sẽ giải thích rõ hơn nhá. Và xin chào cả nhà em trong những clip tiếp. Fan MU mà không xúc bách này là hơi phí, mình nói thật nhá. Rồi, bye bye, xin chào cả nhà em trong những clip tiếp theo. Và đây là điểm số của cao thủ sau trận, anh em xem qua nhá. When I'm with you, I feel so much better.